Đồng Vũ Đồng. Ủa nó biết tướng cái gì vậy hả? Đang cắm mà đi biết hả? Hy sinh rừng. Bữa mày đi kèo không phi ta hưởng vào một cái rồi đá cái bánh xe cái đầu anh em cái là anh em bị thọt tiền. À là bị mất cái mạng cái đầu một đầu đúng không? Phải luôn còn được 4 tiền. Nhiều quá luôn. Đào Ngọc Sáng, lâu rồi mới xem like anh. Biết 5 vàng với thêm 4 vàng là 9 vàng quá biết luôn. So ta, đạo trích vẫn là thứ gì đó đáng tiếc kể cả khi đã nghỉ game. Mười phút khách được 100 tiền, tức là 30 phút khách được 300 tiền. quá nhiều cho một cuộc tình. Ui, luôn đi xin làm gì ghế nhá. Đam anh càng to thì tiền hack càng nhiều thôi. Nó mệt lồn đi xin làm ghế, bịt mạng. Ủa nó bị điên rồi ta. À, đủ thài cẩn thận đi suy nghĩ với bóng đó. Cái đụng mẹ nó không chạy xuống bóng vẫn chạy lên nhà mình với anh mình tiếp chứ. Ân Nguyễn, bảng này để chống lại thầy Huấn không làm vẫn có ăn. Giết không? Giết mẹ đó, bắn giết mẹ mày. Mẹ chạy vậy không thôi, ăn sống không mà chết. Dạ, lui vào chủ tôi lướt vào chơi. Ok nè. Điều mày. Tôi chỉ muốn hết miếng tiền thôi, đừng đánh tôi. Hay lo. Hello Hải Dương. À, tôi chỉ muốn hack miếng tiền thôi mà cũng đừng đánh tôi nhé, tội nghiệp tôi. Nãy giờ tôi đi bò gần được 300 tiền rồi nè. Đủ hết những các bạn học thì càng lấy buồn cười. Như kiểu đi bò đi ăn xin từng lòng tiền của mọi người. Vinh Nguyễn, ăn xin hàng hiệu. Những cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu quầy. Cái này thì gần phút 20 là đánh cố gắng là được. Phương Bảo, muộn rồi vẫn like à anh? Thấy cuộc sống diễn cổ cực kìa ta. Đánh kiểu đá này mình lấy cái lồ mình chơi đây. Chạy ra mít, ADFB chạy ra mít. Đúng rồi, nó hết sạch rồi, nó không còn cái gì để chơi anh em đâu. Không được đánh nhau đầu game ha. Mày. Châu điên, sơm chim mồi, mặt cười tít mắt. Nhưng mà mình không lộ đâu nè. À, 420 mấy tiền rồi nè, 423 tiền. Là được một món rồi, thêm cái giày 300 tiền nữa, được 700 tiền rồi. Là cái tính là mình có hai mạng trong người rồi đó. Cái tính là KDA thực chất của mình là 44 rồi nè mà. Ân Nguyễn, được. Giống như trận mới vào ông lên giọt nước thay vì kiếm Doran vậy á. Đánh giá là bạn Ngọc này cũng được ha. Không thấy nỗi nào. Không thể cân bằng được lợi chết, lợi chết không thể trở lại đâu. À, cái tỷ lệ Ray ra đồ ở đầu chết nó kiểu nó vô lý lắm. Nên là không cân bằng được cái đầu chết. Mà không cân bằng được đầu chết là nó bỏ luôn cái đầu chết luôn. Á đồ bán quả vừa rồi được bao nhiêu tiền đó nè. Quả vừa rồi mình có nhận được bao nhiêu tiền quá. Má gì bạn Ngọc vui quá. À. Vinh Nguyễn, mới thấy chê xong giờ lại khoái kìa. Ừ,
nó động lắm, nó đéo bao giờ thì mẹ nó vắng hơn mình đâu. Chúng nó là người chơi thì anh em có nhau mà. Nguyễn Diên Lượng, cái này về sau hồi nhanh cấu máu cũng ok. Khách tiền như này là như đạo chích luôn còn gì. Hả? Khách tiền như này có khi còn hơn cả đạo chích đấy. Cái này sắp bị nét rồi, cái này kiểu mẹ bị nét. Ân Nguyễn, Sơn Phái. Bao nhiêu tiền, cộng tiền. Ủa, cộng đó 692 tiền. Ủa, gọi rồi không cộng tiền là đắt. Được nha mọi người, cái này ngon nha, đánh giá là cái này hơi ngon. Hoàng Vũ, ly nó đam trước mà tiền đâu ra. À đúng rồi, người ta đam trước thì sẽ không có tiền. Nguyên mất, xin lỗi tí. Nguyễn Diên Lượng, phiên bản vừa rồi Riot bảo cái này cân bằng biểu tượng Pac Ma. 108 tiền, ui. Chết tiền quá. Ma ơ, đúng vậy, hát kiểu ảo ma vậy luôn. Hát kiểu ảo ma vậy luôn em. Mình đợi cái đồng cuối. Cái này còn khó không? Con gì mà từng mà Ân Nguyễn, lồn ly thù dai thế nhỉ. Bình Nguyễn, mấy con như Weibo hay y kiểu cần đồ cầm cái này hách vàng nhanh lết. Gánh nữa đi thế nào, dạy mà gánh tiếp đi thế nào. Sao không thấy gánh nữa. Bố hơi bị cay luôn, cảm ơn Quang Long nha, cảm ơn không. Ừ, các bạn này ngon thật sao, các bạn này hách thì càng lại hách càng ngon. Nó không phải là bạn ngon dành cái đầu game mà nó càng dành cái lấy game cơ. Nhưng mà bởi vì nó cầm lòng hội đồng nên đầu game nó không thể đánh người ta được. Nguyễn Diên Lượng, chuột bạch của chúng ta đã thành công rồi mọi người. Yến tiền. Quá trời tiền luôn em ơi. Đâu á, 1.001 tiền rồi nè. Bíp. Thảo mai. Chỉ cần ngang đồ là được, đừng được học luôn. Rồi đi ông, rồi. Ân Nguyễn, thì càng to càng nhiều. Ui, tiền mà. Mẹ cái luôn gì vậy? Trời. Má anh em nhìn cái pha đánh cái hạt không nổi, cái lồi bê rết kéo quả nhìn ảo vậy luôn. Cũng gọi là ngon không? Cũng được ha. Bản ngọc này ngon. Recommend by FU.